Ha, để rồi chào mọi người nhé. Sau một thời gian núp gió tránh bão, hôm nay lại tiếp tục vô cuộc hành trình vào trong cánh đồng của mình. Hôm nay mình mới đi với một con Suki của mình. Đây, thằng thiết của mình đây. Đây là một đồng đội mới. Hôm nay mình sẽ lang thang trong cánh đồng có một cái gì mà để mình bắt hay không. Mùa này chắc chắn là có nhiều cua và nhiều ốc. Mình bắt ốc, bắt cua lên mình nướng mình ăn, luộc ăn, rất là ngon tuyệt vời nha mọi người. Đây mọi người, đây cánh đồng sau một cơn mưa. Sau một đêm cơn mưa hoang tàn, ở các chỉ phố thì ngập nước lũ lụt, ngập lai láng luôn, không biết ngập vậy có cá không mọi người. Theo mọi người nghĩ rằng nó ngập nước vậy là khi nó hạ xuống, khi mà nó nước rút xuống có cá bắt không ta? Em nghĩ chắc có cá nhiều á, nước nó ngập lai láng luôn mà. Phố bây giờ cá không phải cá to hết á, mình đây toàn cá nhỏ không à. Đây mình mò mình kiểm tra thử coi trong mấy cái này có nó có gì không. Ốc không à? Dạ, có xuống nước không? Xuống nước không? Xuống nước không? Xuống nước bắt cá, bắt ốc nè. Có xuống không? Và đang bắt ốc đi mà có quá gì? Đứng bên bờ đi. Không đi mình đi bắt ốc đi. Thấy chưa? Đây mọi người. Nè ốc nè. Ốc bươu. Đây là ốc bươu vàng có hại. Mọi người nghĩ nó bươu vàng nó phá hoại thôi, nhưng mà thực tế nó cũng giống là có một gọi là cái món ăn hiện tại giờ là cũng rất là bán hơi nhiều, hơi chuộng. Thôi được rồi, thôi kệ, không có cua ốc gì mình bắt ra này, mình về lát nữa mình sẽ luộc cho mọi người thưởng thức nha. Tuy nó hơi bị ngon nhưng mà lâu lâu mình ăn ít thì cũng không sao đâu. Về mình lát mình ngâm sạch sẽ xong rồi mang mình luộc lên tuyệt vời luôn á. Đây cũng nhiều mọi người, nhiều lắm. Đầu mùa khi mà mưa xuống như vậy là bên kia có mấy một mớ người đang đi săn lùng ốc mà bắt cá bao luôn á mọi người. Người ta bắt cá bao vậy là người ta về người ta bán chứ thực tế thôi, làm gì vịt mà làm gì ăn mấy con to này. Đây mình là người đi hút hụt chó nên hút bắt những con nhỏ không à. Chưa đi trước chặng đường đi. Có gì không? Một khung trời bình yên, tĩnh lặng của vùng quê của mình nè mọi người. Ô, rất là đẹp, thơ mộng. Rất là bình yên, cuộc sống bình yên. Này. Với chân chú cuốn. Sống bây giờ mình cứ muốn ăn cái gì á là mình cứ ra ngoài đồng mình bắt một vài con đó, ốc yết này nọ, rau cỏ này nọ đầy đủ, mình ăn cái gì cũng được, cá thịt, mưa to giăng lưới đi mới lên xuống bắt chứ bắt ốc rồi đi về chứ mới lên đi. Chó mình cũng đi bắt ốc nữa kìa. Đâu người theo đi bắt ốc nữa kìa, thấy chưa? Mọi người. Này có ốc không? Đi lên. Đi bắt ốc đi chứ. Ốc lát nữa ăn cho ăn chứ. Bây giờ mình sẽ ngâm nó trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng mình ngâm một chút xíu. Rồi mình sẽ ăn luộc. Cái không gian này mọi người thấy được thấy không? Mới qua một trận mưa gió bão bùng mọi người. Bây giờ mình đã thủ đây. Ốc mình thì cũng đã ngâm sơ qua rồi. Bây giờ mình sẽ đến giờ trưa rồi. Giờ cũng nghĩ bây giờ mình sẽ mang ốc mình luộc lên. Cuốn mình nó mệt mỏi nằm ở kia rồi. Đây nồi đất mình đây. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món gọi là ốc hấp xả nghe mọi người. Tuyệt vời nghe. Ngồi không gian ngồi đây nó thoáng mát, nó đẹp đẽ, gọi là bình yên, nó dày thôi, tuyệt là tuyệt vời. Để mình luộc ốc đây nha, 80 kg ăn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ, cửa trời nó ướt, nó mưa, bây giờ mình sẽ nhóm lửa lên. Phá không? Đây, lửa bị cháy rồi nha mọi người ơi. Tại trời mới mưa xong mọi người, củi nó, lửa nó hơi ướt chút xíu.
Đi đi, kiếm củi đi, kiếm củi đi. Nửa trái cháy, mình đổ thêm nước vào đây nữa. Sơ 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 vào chút. Được, mình rửa sơ sơ qua nữa. Buổi trưa bình yên ngoài cánh đồng này, mình bỏ xíu nước là được rồi, không cần bỏ nhiều đâu, tại ốc nó cũng ra nước rồi. Nồi đất ở đâu mới lập xin xin, những nồi đất người ta xin người ta cho mượn để mình nấu mình ăn bữa trưa rồi. Không quá ngồi cánh đi, từ từ đi, lát nó chín nó đưa anh kêu về đi, kêu luôn nha mọi người. Ồ, anh nằm kìa, anh nằm phơi thay kìa, phơi thanh lên kìa, ngồi cánh cánh kìa. Ngồi có xem nè, xô chợ luôn mọi người ơi, đảo quá, đảo quá. Wow, tuyệt vời luôn. Rồi, chuẩn bị sắp chín này đó, chuẩn bị mình thưởng thức cái món mà đặc sản của mình đây. Ôi, không gian bầu trời nó mất. Rồi, bây giờ chín rồi mọi người, bây giờ mình sẽ bắt xuống nằm đây ngồi đây luôn. Ồ, tuyệt vời. Để mình kiểm tra trong cái túi của mình coi mình có mang theo cái muối không nghe. Có muối gì nữa là chống tuyệt vời luôn. Đây, có muối luôn. Có cây gai rừng để khêu luôn mọi người. Tuyệt vời, để mình thưởng thức thử một miếng thôi coi. Bỏ muối ra. Chơi nắp luôn. Đây. Chung là buổi trưa bình yên. Rồi. Quá thơm. Wow, nhức tay mọi người xem à. Wow, nhức lắm, nước chảy luôn. Chín rồi, nãy giờ mình luộc cũng lâu rồi đó. Chín, nhức lắm. Chơi muối, nè mọi người. Ngon. Tuyệt vời. Nè. Đây. Nè. Rót mày đó. Kìa nó đi con. Hồi xưa bố mẹ kêu mày lo mày học cho giỏi, sau này mày làm bác sĩ, tiến sĩ, không du học. Nên bây giờ mình vô ăn ốc. Chứ hồi xưa mà nghe ba mẹ mà học bác sĩ tiến sĩ thì giờ mình ăn vua hoàng đế của mồm Alaska, chứ đâu phải ngồi ăn ốc bưu vàng nha. Như vậy mà đi vậy. Rồi coi có gì. Mời mọi người cá nè. Không có gì bằng. Không gì bằng cái vùng quê. Sống thôn quê, nó bình dân. Tuy nhìn vậy thôi. Có mang muối theo chấm. Ngon ngon. Tuyệt vời quá. Nó không dám đến mình đâu, kệ đi. Sợ, nó sợ anh bò tới đây hút nó. Dạ, dạ anh. Cho nó canh, sủa. Cái đầu ấy đi, mình ăn cái này thôi.
ngon. Ít thì vậy không mọi người. Đây là những gì cuộc hành trình mà mình ở đồng mà mình đi bắt ốc và mình làm cái món nướng anh mà dân giả tại cánh đồng luôn. Đốt lửa. Mà nãy gặp trời mưa nữa. Mà làm sao? Thôi mọi người lại rồi, chào mọi người nha. Hẹn mình là mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người. Bây giờ tiếp tục mình lại sẽ đi cuộc hành trình tiếp theo.